Chúng con xin kính chào chính quyền địa phương, đặc biệt là xin kính chào anh Tám, chủ tịch chữ thập đỏ xã Vĩnh Kim. Kính chào chú Năm là đại diện chính quyền địa phương của ấp Trường Lớn, anh Chính là chi hội của hội chữ thập đỏ Trường Lớn. Kính thưa tất cả anh chị em bệnh nhân, hôm nay chúng ta đến một cái phòng lưu trú bệnh nhân. Phòng này chúng ta mới vừa hoàn thành xong, chút nữa cha sẽ thông báo cho biết cái nơi này như thế nào, để khi đó mình khám bệnh đó, mình không có phải bị lủng củng và mình không có phải bị gặp những cái trở ngại gì. Thì bây giờ trước hết cha xin nói về cái vấn đề của cái miếng đất này. Về miếng đất này thì cha mua cái miếng đất này là 7.000 m². Thì người tài trợ cho cha đó là bác sĩ Aram ở bên Mỹ. Vợ của bác sĩ là chị Kim Anh đã tài trợ cho cha cái kinh phí để mua 7.000 m² này. Còn cái căn nhà này được mọc lên là cái cây cột. Cây cột này nè, ở đây mình có bao nhiêu cây cột là ông chủ tịch chữ thập đỏ ông cho chúng ta quan nghênh, ông tràn pháo tay. Còn lá này thì ông chủ tịch diện chẩn của Việt Mỹ tại Hoa Kỳ ủng hộ cho chúng ta lá. Còn cây và đan thì cô Nguyễn Thị Ánh ở bên Mỹ giúp tiền cho chúng ta làm hoàn thành cái phòng khám này. Nhưng mà sau khi làm hoàn thành phòng khám này thì chúng ta chỉ còn có 3 phòng để chứa có 3 người thôi. Mà hiện tại trong nhà cha bây giờ là 5-6 người bệnh đang nằm ở đó. Cho nên là có 3 phòng để chứa 3 người thì trong nhà cha còn 3 người nữa. Thôi thì mình cứ lưu lai, ai khỏe thì qua nhà trọ nha. Bây giờ cha nói thêm, trước khi cha nói thêm cái công việc mà mình ra diện hôm nay thì cha nói cha nói một chút về gia đình của ông bác sĩ Ram Nguyễn chút, để mọi người nghe về ông này chút rồi để chúng ta không phải ngạc nhiên tại sao ông sẽ giúp cho mình một số kinh phí để mua 7.000 m². Gia đình của bác sĩ Ram Nguyễn, ngày xưa bác sĩ Ram Nguyễn là người đạo Phật. Sau khi cưới vợ là chị Mát Ta Kim Anh thì hai ông bà đi vào con đường làm bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ. Và gia đình của bác sĩ Ram Nguyễn và chị Kim Anh khi còn ở Việt Nam thì cuộc sống rất là khó khăn, rất là tạm gọi là khó khăn đi. Cho nên hai ông bà sau khi được đến định cư để tam quốc gia thứ ba thì hai ông bà đã thành công ở chỗ là làm được bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ. Thì sau đó hai ông bà đã nhớ về quê hương nhà là Việt Nam mình còn rất là nghèo, cho nên hai ông bà đã làm những công tác bác ái ở tại quê hương nhà rất là nhiều. Về phía hai ông bà làm việc bác ái cho quê hương nhà đó là xây rất là nhiều nhà tình thương, làm rất là nhiều cây nước cho đạo Phật giáo. Mình không biết bao nhiêu nhà tình thương đếm không xiết, kể cả các cây giếng nước cũng đếm không xiết luôn. Rồi ở bên Ấn Độ thì hai ông bà đã mua rất nhiều chiếc xe đạp hay là xe gắn máy để làm phương tiện cho các linh mục và cho các người nghèo để có điều kiện đi tới nhà thờ, các linh mục có điều kiện đến nhà thờ để giảng đạo. Còn ở bên châu Phi thì dòng Mariano đó, thì hai ông bà làm rất nhiều cái công tác từ thiện ở bên châu Phi. Hiện tại thì ở Việt Nam thì bác sĩ Aram đã làm những công tác từ thiện từ năm 2011 cho đến năm 2018. Thì bác sĩ Aram đã giúp cho cái tu hội bác ái Phaolô ở Mỹ tiểu bang Cali vào năm 2011, một số tiền rất là khá lớn. Ở đền thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh ở giáo phận Thanh Hóa ở Việt Nam mình thì giúp cho đền thánh Phaolô cũng số tiền khá lớn năm 2012.
Rồi tu hội truyền giáo Thánh Vinh Sơn ở Đà Lạt năm 2013 cũng là giúp cho tu hội số tiền cũng khá lớn để mà lo lắng cho cái công việc truyền giáo, công việc nghèo khó. Rồi ở tu viện Mánh Đánh Giá Hướng Phương tại Quảng Bình đã giúp cho các em khuyết tật mồ côi rách miệng hay gì đó ở tại giáo phận Vinh, dài 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 cho tới ngày hôm nay. Thì khi bác sĩ Aram Nguyễn đã gặp được cha về cái công tác để mà cứu người, là xây dựng cái phòng khám yêu thương và cho không để cứu các bệnh nhân nan y, thì bác sĩ sẵn sàng ủng hộ cha mua 7.000 mét vuông đất. Và trong tương lai thì nếu có cơ hội thì từ đây đến Tết bác sĩ Aram Nguyễn sẽ về tới Việt Nam để đặt chân đến đây để có thể ủng hộ chúng ta thêm. Thì cha cũng nói rõ với anh chị em là về phía phòng khám thì cha làm như vậy là những cái phòng khám như cha làm như vậy là cha thấy cha mãn nguyện rồi. Tại vì đất nước mình còn nghèo lắm, phải không anh? Phải không nè? Đó, đất nước mình còn nghèo lắm anh Tám à. Cho nên anh cho cha cây như vậy, cha cảm ơn anh dữ lắm rồi. Rồi cha chỉ cần cái phòng như vậy thôi, cha che giải là cha đủ cứu người rồi. Thì cha lấy ví dụ như là ở nhà thờ hay là ở các cái quỹ ban hội trường, nhà cửa của người ta hoành tráng dữ lắm, rồi là chỗ ở của người ta sang trọng dữ, mà còn chỗ của cha đây là cây lá không, nghèo khó không, nhưng mà điều quan trọng cha nói là hợp vệ sinh và cứu được người là ok, đúng không? Hợp vệ sinh và cứu được người sống lại, điều đó điều quan trọng. Ví dụ như cái tòa giảng của người ta quan trọng đó, tòa giảng của cha mọi người thấy không? Tòa giảng này đẹp lắm à, nó có kiểu đàng hoàng thấy không ta? Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tòa giảng của cha đó. Đất nước mình còn nghèo lắm, thấy không anh? Nhưng cha không quan cái tòa, quan trọng cái tòa giảng nó đẹp hay xấu. Quan trọng là cha cứu được người mới quan trọng. Còn này cha trồng giải lên cái rồi đẹp liền. Hay vậy nè, mình tha phấn vô cái rồi ha. Ý cha muốn nói một điều gì? Ý cha muốn nói một điều khác là cái mà cha nhắm tới không phải là những cái thứ nhà cửa sang trọng, mà cái mà cha nhắm tới là con đường trước mặt anh chị em kìa. Cái con đường mà anh chị em sẽ đến đây, đến được ở đây một cách tự nhiên mà an toàn để cứu người là cái con đường nó tới 2 cây số qua một cây cầu 2,5 mét. Thì trong tương lai từ đây đến Tết và qua Tết, trong có nghĩa là kết thúc của năm 2019 đó, thì từ nay đến năm 2019 là khoảng 14-15 tháng, thì dự kiến cha sẽ làm con đường 2 cây số và làm luôn một cây cầu là 2,5 mét. Dự kiến cha làm cái con đường và cây cầu này là tổng kinh phí của cha là khoảng 2 tỷ đồng, tức là khoảng gần 100.000 đô la. Thì cha cầu mong anh chị em cũng cầu nguyện cho cha nhé, để cha đủ kinh phí để cha làm cái con đường 2 cây số này và làm thêm một cây cầu để cho các bệnh nhân đi trên con đường về tới phòng khám này an toàn, thấy không nè? Vì cái mong mỏi của cha là khi mình khám bệnh ở đây, mà bệnh này là bệnh nan y, thì phải có xe cấp cứu, chứ nếu không có xe cấp cứu là bệnh nan y này chở không kịp. Mà rõ ràng là trước đây mà bệnh nhân mà đi lên bệnh viện là xe cấp cứu không, chứ không có xe hai bánh đi được. Cảm mạo 4 mùa thì chở xe hai bánh, còn như gút như anh chàng này làm sao mà xe hai bánh đi nổi. Ảnh bệnh lên cái là phải xe 7 chỗ cấp cứu chở đi liền, mà con đường này xe cấp cứu chở là ngoạn văn xong chết luôn. Người xe chết luôn, chưa hết bệnh là chết người rồi. Vì thế cha muốn thông báo cho mọi người biết là con đường 2 cây số này và trên một cây cầu cha sẽ thi công là 2 tỷ đồng nha. Thì về phía con đường và cây cầu thì cha đã thống nhất với ông chính quyền địa phương, với ông chủ tịch chữ thập đỏ xã Vĩnh Kim rồi. Thì ít nhất là cha đã thống nhất với hang này để hang này cùng hỗ trợ với cha làm cho nó xong cái con đường và cây cầu. Cái mà cha nhắm tới không phải là căn nhà này, mà cha nhắm tới là con đường để đưa anh chị em vô đây an toàn. Còn căn nhà này vậy là an toàn rồi đó, che mưa che nắng là an toàn chưa?
an toàn rồi. Có nước xài, có thuốc uống, rồi có đường, có cháo ăn là an toàn. Không nè, cái quan trọng cha đang nhắm tới là con đường 2 cây số qua một cây cầu. Thì kinh phí của cha là 2 tỷ đồng. Như cha đã nói hồi nãy là cha đã thống nhất với ông chú Năm, là ông chính quyền địa phương ở ấp Dòng Lớn, và thống nhất với anh Tám, với anh Chính là chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Vĩnh Kim rồi. Thì bây giờ các ông cũng đã thống nhất với cha là sẽ thi công con đường này. Con đường này là con đường phúc lợi cho xã hội, chứ không phải cho cha hay cho mấy ông chính quyền. Mà cụ thể là cho, phải chưa? Cụ thể là cho những người bệnh đây, chứ không phải cho cha hay cho mấy ông chính quyền này. Mấy ông chính quyền này đi đường khác ngon hơn, rộng hơn. Còn con đường này cha làm khoảng 2m2 để cho xe 7 chỗ cấp cứu chạy dễ dàng. Trong tương lai sau này thì dự kiến cha sẽ là thi công sớm nhất là đầu năm 2019, cha sẽ thi công con đường này. Thì cha nói vậy thì anh em trên cộng đồng mạng ai có giúp đỡ cha được gì thì cứ giúp, 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng gì cứ giúp thẳng về đây. Nếu mà thấy ngại ngùng thì gửi cho chú Năm hay là chủ tịch Chữ Thập Đỏ, thì đó là ngại ngùng ha. Còn không ngại ngùng cứ gửi thẳng qua cha cũng được. Rồi hàng tháng ha, cha cho ra diện, cha sẽ công bố cho mọi người nghe cái số tiền. Cũng giống như hôm nay là cha công bố gia đình của Aram đã giúp cha cái số tiền để mà mua 7.000 m2 7.000 m2 đất. Thì như vậy, sắp tới đây thì vợ chồng của bác sĩ Aram sẽ về đây để diện kiến cái việc làm của chúng ta, rồi sau đó sẽ ủng hộ cho quê hương của chúng ta nhiều hơn. Đó là cái cha nghe được những cái niềm vui, chúng ta cùng vui vẻ với nhau và chúng ta cùng cầu nguyện cho gia đình bác sĩ Aram. Bác sĩ Aram đã được Hoa Kỳ vinh thăng, tôn vinh từ năm 2006 cho đến nay là năm 2018, là bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ tài hoa nhất của đất nước Mỹ, và đã được chính phủ Mỹ vinh thăng từ năm 2006, vinh thăng cho mỗi năm một lần cho đến nay là 2018. Cho nên ổng cũng rất là dễ dàng ủng hộ chúng ta. Bên cạnh đó thì bác sĩ Ara Nguyễn cũng có rất nhiều bác sĩ bạn thân để về đây để ủng hộ chúng ta. Nhưng mà như anh chị em biết á, thì cái công trình phúc lợi xã hội mà bao nhiêu cũng không vừa, đúng không? Bao nhiêu cũng không đủ mà bao nhiêu cũng không vừa. Đó là như vậy. Thì không phải chỉ bác sĩ Aram thôi, mà bác sĩ Aram còn kêu gọi nhiều người. Và cũng không phải các bác sĩ thôi, mà còn rất nhiều người ai muốn làm công trình phúc lợi xã hội ở đây để cứu người thì cha cứ nhận hết. Cha nhận hết để cha vận dụng cái đồng tiền của anh chị em đó. Cha làm phước, cha làm những phúc lợi cho anh chị em, chứ không phải là làm cho bản thân của cha, hay là bản thân, hay là làm cho bản thân mấy ông chính quyền. Ở đây cha và các chính quyền không có vấn đề là hưởng những thứ đó. Bằng chứng là mấy ông chính quyền này còn cho cây cho lá nữa mà. Cái chuyện mà hưởng những đó là người ta không bao giờ nha. Thì đó là chúng ta tôn vinh bác sĩ Ara Nguyễn và bà Marta Kim Anh. Chút xíu vậy xin anh chị em cho một tràng pháo tay để cảm ơn hai ông bà nhé. Bây giờ tiếp theo là chúng ta cũng cảm ơn ông Nguyễn Văn Đông, là bác sĩ Đông Y, Hội Viện Chẩn Việt Mỹ tại Hoa Kỳ, đã gửi cho chúng ta 3 triệu rưỡi để mua lá lợp nhà. Chúng ta cũng cho ông một tràng pháo tay. Bên cạnh đó thì chúng ta cảm ơn cô Nguyễn Thị Tuyết, Maria Nguyễn Thị Tuyết ở bên Mỹ cũng ủng hộ chúng ta một số kinh phí để làm cho hoàn thành căn nhà này. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Bên cạnh đó chúng ta cũng cảm ơn anh Tám, là chủ tịch Chữ Thập Đỏ, đã cho chúng ta những cây cột này để chúng ta cắt được căn nhà này, cho anh một tràng pháo tay. Và tối hôm qua anh hứa cho cha thêm 12 cây cột này nữa để cất thêm cái giải lên đây nữa, vậy cho tiếp một tràng pháo tay nữa. Rồi chúng ta cảm ơn chú Năm và anh Chính đã ủng hộ tinh thần với chúng ta cho đến ngày hôm nay, cho hai vị một tràng pháo tay. Đó là chúng ta đã nói sơ về căn nhà và con đường rồi nha. Bây giờ trước khi chúng ta làm việc trên căn nhà này thì cha mời tất cả mọi người đứng lên, chúng ta cùng thinh lặng cầu xin Chúa chúc phúc cho căn nhà này nhé. Nguyên danh Cha và Con và Thánh Thần ơi, là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót, chúng con cầu xin Chúa chúc phúc cho căn nhà này.
để chúng con làm công việc lưu trú bệnh nhân nan y được tốt đẹp. Xin Chúa chữa lành cho các bệnh nhân ở trong căn nhà này, và xin Chúa gìn giữ căn nhà để chúng con làm công việc tốt cho con cái của Chúa đang ở trần gian này. Xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả mọi người có mặt ở đây, các bệnh nhân, những người nuôi bệnh, những bệnh nhân và chính quyền địa phương ở đây. Xin Chúa hãy chúc phúc lành cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Và xin Chúa hãy làm phép và thánh hóa căn nhà này, để chúng con tin tưởng có Chúa ngự trị ở đây, để Chúa chúc phúc lành cho căn nhà và chữa lành cho tất cả các bệnh nhân. Là Cha chúng con ở trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con. Xin chớ để chúng con, chúng con cũng không quên cầu nguyện cho các đặng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Bởi vì nền đất này đã có từ lâu rồi, không biết là trong chiến tranh hay là trong loạn lạc, hay là thực tế đã có ngôi mộ nào nằm dưới lòng đất này không. Nếu như có ngôi mộ nào nằm dưới lòng đất này thì chúng con xin lỗi các đặng linh hồn, cho chúng con cất căn nhà này lên đây để chúng con cứu người. Xin nếu mà chúng con ở trên ngôi mộ nào thì xin ngôi mộ đó hãy thông cảm cho chúng con và hãy ủng hộ chúng con làm công việc cứu người, để chúng con cầu nguyện cho các đặng linh hồn. Chúng con cậy vì dân Chúa nhân từ, hằng xem thay mặt Đức Chúa Trời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin mời tất cả mọi người chúng ta ngồi xuống. Bây giờ chúng ta đi vào cái công việc của chúng ta, là công việc hôm nay chúng ta làm một cái nghi thức để ra viện ba bệnh nhân. Bệnh nhân thứ nhất là bệnh nhân bà Nguyễn Thị Thanh Triền. Bệnh nhân này anh chị em, các bệnh nhân mà đi khám mỗi ngày là biết rồi đó. Các chính quyền địa phương cũng biết bà bệnh gì rồi. Chút nữa con quên bệnh gì, bệnh bà nhiều quá con quên rồi, để con lấy hồ sơ ra con mới nhớ. Hết năm ngón tay là tức là năm món bệnh là. Dạ, trong nội tạng bệnh hết rồi. Thì để lấy ra mới nhớ nổi. Mà hôm nay đã được xuất viện về rồi, chúc mừng bà nha. Còn đây là bệnh nhân Phạm Thạch. Tên ông có hai chữ Phạm Thạch ha. Không đã Thạch Phạm thì hay hơn không? Qua Mỹ là đặt Thạch Phạm. Ở bên đây người Việt mà qua Mỹ người Khmer. Tại tên đổi lại đó. Ông là ung thư phổi giai đoạn cuối. Hôm nay là ông đã được lành bệnh trở về quê hương. Và ông không còn ung thư phổi, ông không còn nữa. Và cũng không có di căn luôn. Chúng ta chúc mừng ông một tràng pháo tay, đây là bệnh lớn. Còn bên đây là bác Tẻn. Bác Tẻn là bị bệnh, bác Tẻn cũng nhiều dữ lắm. Để lát con đọc con mới nhớ nổi nha. Chúc mừng bác Tẻn ra viện nha. Xin cho mỗi bác Tẻn một tràng pháo tay nha. Chúng con xin ra mắt với chính quyền địa phương là ba bệnh nhân như thế này. Thì trên nguyên tắc mà bệnh nhân nào đến đây khám rồi ra viện rồi cũng có giấy của bác sĩ chứng nhận, chứ không phải là của ở đây chứng nhận. Nhưng mà ở đây chứng nhận là để nói rằng là tất cả những người này đến đây khám bệnh là khi về là không có đi lộn lung tung. Cái tờ giấy mà chứng nhận hôm nay đó là không phải chứng cho mình hết bệnh, nhưng mà chứng cho mình là đã có đến đây khám bệnh, và đến ngày chứng cho mình về là mình đến đây mình không có làm gì bậy bạ. Chứ chú Năm đồng ý con vậy không? Anh Tám đồng ý không? Tức là chứng nhận cho mọi người đến đây, ngày đến đây và ở bao nhiêu ngày, và đến ngày ra khỏi đây mình không có làm gì lung tung nha. Mình không có phá làng phá tổng ở đây, rồi mình đến đây mình cũng không có làm gì lộn xộn ai. Mình đến đây để mình chữa bệnh thôi. Còn thật sự cái giấy mà hết bệnh là bác sĩ đã chứng, chứ không phải ở đây chứng nha. Anh chị em phải hiểu rõ chỗ đó nha. Cho nên mới có cái nghi thức ra viện để cho thấy rằng anh đi đến cửa trước là anh về cửa cửa trước, chứ không phải anh đi đến cửa trước anh về cửa sau. Cửa sau là trốn, còn những người này là vô cửa trước ra cửa trước ha. Chứ không phải là mình chứng cho ta hết bệnh, chứng cho ta ra khỏi phòng này thôi, nhưng mà cái hết bệnh thật sự, nhưng mà không hết, mà cái hết bệnh đó là để dành cho bác sĩ chứng. Ở đây chúng ta không đụng tới cái bệnh nữa, bởi vì bác sĩ đã chứng cho ta rồi nha. Thì đó là giới thiệu, nói rõ với các bệnh nhân như vậy nha. Bây giờ
Cha không biết là ai có cái tư tưởng gì muốn nói với cha, với chính quyền địa phương, với ban diện trận đây không? Có ai có ý kiến gì không? Ai có thấy có niềm vui gì không? Hả? Ai có thấy có ưu tư gì? Mời bác Thạch cho anh Tràng phao tay. Ông nói rằng là không quan kia gì trước khi ông ra viện á, mà khi ông vô trong này là ông bị điếc, ông bị lãng tai nặng lắm. Trước khi ông ra viện cho hỏi ông có nghe không, thì người điếc thì đâu nghe phải không? Cho hỏi ông có nghe không, ông trả lời con không nghe. Ủa ông điếc mà sao ông nói con không nghe? Ông khỏe không, con khỏe. Ủa ông nói ông điếc mà sao ông nói ông khỏe? Ông ăn mấy chén cháo, con ăn 3 chén cháo. Ông nói ông điếc mà cho hỏi con nào trả lời câu đó. Vậy ông có điếc không? Không. Hồi nãy cha nói đó, cha nói ai có ý kiến gì ông giơ tay lên, thì ông có điếc không? Mai ngày ông vô ông điếc, mai ngày ông ra ông không điếc, mà ông quên luôn, ông điếc, ông quên, ông quên, ông hết bệnh điếc, hiểu không? Ổng quên đi là ổng hết bệnh điếc, mà thật sự trước khi ổng vô mình điếc, bây giờ khi ổng ra ổng hết điếc, cái ổng cứ nghĩ ổng còn điếc không. Thôi xin mời ổng có ý kiến dạy dỗ chúng con năm nay 80 tuổi rồi nha. Con xin kính chào cha Phêrô, buổi sáng xin chào ba cấp chính quyền, xin chào một phần lớn ý của cha. Cái tiếng nói Hà Tĩnh thì cũng khó nghe, nếu mà con được nói thì không phải nói. Thì chúng con là mắc bệnh nan y hiểm nghèo, các bác sĩ trên thế giới đã bỏ tay, mà chúng con được sự ơn Chúa và ơn cha tương, và cùng như mọi người tất cả ta đây hợp ý đồng thánh thì cứu chữa chúng con cùng như mọi người. Thì con chẳng biết nói gì hơn. Con trước khi ra viện được mạnh khỏe ra về, con xin cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cả ba bộ phận của ủy ban của chính quyền, thì cả lương y, bộ phận lương y, và đồng thời cũng xin chúc quý ông bà cùng như anh chị em bệnh nhân ta đang còn đang điều trị ở đây thì vui lòng chịu khổ và vâng lời cha để cho được mau trở về hồi phục. Hôm nay ông khỏe không? Hôm nay ông có vui không? Ông còn điếc không? Thật sự ông hết điếc mình cũng bất ngờ quá tự. Mình đâu có nghĩ mình chữa mình điếc cho ông đâu. Khi ông vô hỏi ông cái gì ông cái gì không à? Rồi điếc ông này cái gì? Mà bây giờ ông khỏe không? Có. Cái niềm vui nhất của chúng ta là gì? Là ông ung thư phổi giai đoạn cuối đó, mà bây giờ ông đứng lên nói chuyện, có ai biết ông ung thư không? Ông còn khuyên các bác này ở lại phải ráng nghe lời, mới bị đuổi nữa. Rồi như vậy ha. Bây giờ thôi sẵn luôn, ba bệnh nhân này có ý kiến gì không nè? À, xin mời bác Triền nói cho chúng con coi. Dạ, trước nhất anh đứng đây. Đó, lớp đời nó đón lần. Con kính nhất con chào cha Phêrô. Dạ, chào ban diện trắng. Dạ, chào chú. Dạ, trước nhất là con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và ban diện trắng đã trị cho con hết bệnh. Thì bệnh của con á là bác sĩ nói là chết mang theo cha. Dạ. Mà bây giờ không có mang theo nữa. Dạ, con mừng quá. Dạ, con cảm ơn cha và cha sở của con là cha Cường. Kính lời cảm ơn cha trước và xin Chúa chúc lành cho cha nhiều sức khỏe hơn. Và cha Cường nói là hồi cha Cường dẫn tới đây là 3 con chiên quèo quặt. Mà bây giờ một con chiên thì đi cà sọt, con chiên thì quèo cợt, con chiên thì lỡ rối. Mà bây giờ 3 con chiên của cha con á về tới mạnh khỏe, đầy đủ sức khỏe để về tới họ đạo của cha con. Cha con rất cảm ơn cha nhiều. Con xin
Cảm ơn quan viện trưởng. Nhất là các thầy hái từ đó thuốc để cho con uống, con hết bệnh. Rồi thăm hỏi sức khỏe, khám bệnh hàng ngày. Rồi nhất là thầy Năm hái từ đó thuốc đâm bó cho con. Ngày hôm nay con hết. Thì con không biết lấy gì mà để trả ơn. Con cầu xin Chúa ban xuống hồng ân cho cha và các hội chẩn được dồi dào sức khỏe để tiếp tục công việc để trị bệnh cho các bệnh nhân sau này. Dạ, con cảm ơn cha. Dạ, chúng con cảm ơn cô. Xin cho cô một tràng pháo tay. À, con nói về bệnh của bà một chút cho mọi người nghe nha. Ngày mà bà vô đây là bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang đã xác nhận bà là hở van tim hai lá. Nhiều đó là đủ chết rồi đó. Hồi hộp tim tối ngày. Thối quá khớp gối hai bên. Gai và dịch quanh hai khớp gối. Nang gan trái, nang hai thận. Trời ơi, bệnh này thôi không còn gì nữa. Gan nhiễm mỡ luôn. Gan nhiễm mỡ luôn. Tới ngày bác sĩ Dũng về, bác sĩ Dũng ký tên cho bà là gan nhiễm mỡ nhẹ thôi, còn các bệnh kia không còn nữa. Bác sĩ Dũng phòng khám ngoài giờ Trần Anh Dũng chuyên khoa chẩn đoán chỉnh hình siêu âm điện tim X quang ngày 28 tháng 9 năm 2018. Địa chỉ số 7A Nguyễn Đáng, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Đó là bác sĩ Trần Anh Dũng đã xác nhận như vậy. Và cái này có phải cha và ban viện chẩn và chính quyền địa phương xác nhận không? Dạ không. Bà của bác. Bác sĩ đàng hoàng ạ. À. Cái này là bác sĩ nói là bác sĩ chứng minh đàng hoàng chứ không phải. Còn cha và chính quyền địa phương là xác nhận cho mình vô cửa trước ra cửa. Ra cửa trước. Bà mừng quá bắt đầu ra cửa sau luôn cho biết gì. À. Còn bây giờ mình nói về cái bệnh của bác Thạch chút xíu nha. Ngày bác Thạch vô trong này là bác là sinh năm 1939, năm nay là 80 tuổi. Ha. Bác là dân tộc Kinh, là đạo Thiên Chúa. Hồi nãy cô cũng đạo Thiên Chúa luôn. Quê của bác Thạch là 71, Đắc Hòa, Đắc Sông, Đắc Nông, Đắc không à. À, Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận bác là ung thư phế quản và phổi ác tính. À, ngày bác vô đây là ngày 20 tháng 8 năm 2018 là bác sĩ Dũng đã kết luận bác hiện tại là bóng mờ cạnh rốn phổi trái, không có ung thư nữa. Bóng mờ cạnh rốn phổi trái, u phổi trái không có dấu hiệu gì cả. Bác thấy bác mừng không? Bác nghe rõ không? Hết điếc rồi phải không? Cái quan trọng nhất là sao cũng không điếc nữa, cha mới mừng chỗ này nè. Tại vì cái mà cha suy gẫm hoài, ung thư mình chữa được mình không có lạ lùng, mà mình không nghĩ mình chữa cái điếc của ổng mà sao ổng hết điếc mới lạ chỗ này nè. Lạ vô cùng mà cha nghĩ không ra. Mà thật sự cha đâu có thuốc cho uống hết điếc. Nếu mà bệnh điếc cha chịu thua, cha không có thuốc cho uống. Vậy xin chúc mừng bác An cũng là bác sĩ ở thành phố Trà Vinh ký xác nhận nha. Rồi còn một bệnh nhân bác Tảng nữa, bác Tảng có ý kiến gì không? Không ha. Bác nói vài câu trước khi mình ra chứ mình lên đây. Cái tòa giảng này khó được đứng đây lắm à. Tòa giảng này là độc nhất thế giới không có. Tòa giảng nghèo. Xin kính thưa, kính chào Chúa Cha Rô và ban hội chẩn với chị hội chị tập rõ với chính quyền địa phương. Đây tôi nhờ ơn Chúa đã ban phước đã trị cho tôi bệnh khỏi bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính. Nay tôi sức khỏe tôi đã thấy khỏe hơn nhiều, đã khỏi bệnh. Đây tôi cảm ơn ban viện chẩn với cha. Yêu chính quyền địa phương. Cảm ơn ông nha. Bây giờ ông có eo đàng hoàng rồi ha. Ngày ông vô ông eo bự lắm, bây giờ ông ăn cháo trắng hết eo luôn. Bác Lê Văn Tản là sinh năm 1962, ở dân tộc Kinh, tôn giáo là Không. Địa chỉ của bác là ở tỉnh nhà, tỉnh Trà Vinh, Cầu Kè, Tam Ngãi, Cầu Kè, Trà Vinh. Khi mà bác vô đây thì bác sĩ bệnh viện tỉnh Trà Vinh chẩn đoán bác là dày thành phế quản, phổi tắc nghẽn mãn tính khác, cao huyết áp vô căn, viêm dạ dày. Mà hôm nay bác không còn bệnh nữa, bác sĩ Dũng nói bác là chỉ còn tăng động phổi nhẹ thôi.
tăng động phổi nhẹ, có nghĩa là bệnh này ở đây không còn thuốc chữa, mà bệnh viện cũng không còn thuốc chữa luôn, về nhà tự khỏe chứ không có thuốc uống nữa. Thôi bác cũng phải thông cảm, về đây chứ đâu còn thuốc uống nữa. Rồi chúc bác thành công nha. Bây giờ đó là những cái bệnh nhân mà chúng ta đã xong. Bây giờ chúng con xin mời ba ý kiến quyết định cuối cùng cho chúng con. Xin mời anh Chính trước nha. Nhưng mà anh Chính lên sân khấu, lên khán đài của cha nè. Khán đài nổi tiếng thế giới đó. À, xin mời. Kính thưa cha Phaero, kính thưa chính quyền các cấp, ban viện trẫn, kính thưa các bệnh nhân. Trước hết hôm nay là được một căn nhà lợp lá tạm bợ, nhưng mà để chữa cho các bệnh nhân, chúng con cũng rất vui mừng để tiếp tục có hướng để làm thêm cho rộng nữa, để cho các bệnh nhân có nơi nằm nghỉ cho thoải mái. Và cũng rất hân hạnh là vui mừng là được ba bệnh nhân đã ra viện về quê, thì không biết nói làm sao, thì cũng cầu xin Chúa cho về đặng lành mạnh luôn. Và còn lại các bệnh nhân ở lại cũng giữ lời của các thầy đã dạy theo phát đồ ăn uống, đặng mau lành mạnh về quê. Cũng có bao nhiêu lời để xin hết dạ. Cảm ơn. Con xin mời chú Năm. Chú Năm là tiếng nói của chính quyền địa phương để an ủi chúng con trong lúc cực khổ. Xin mời chú Năm đứng ở tòa giảng mới của chúng con. Danh dự lắm. Danh dự lắm mới được lên đây chú Năm. Danh dự dữ lắm chú Năm. Không có chú. Không, thế giới không có chú. Thôi, trước là kính thưa linh mục là Nguyễn Tường. Dạ. Dạ, ba hội trận. Kính chào là các bệnh nhân, đặc biệt là các ba bệnh nhân ra phòng khám bữa nay. Thì trước nhất là tôi nói phần thì rất quan nghênh cha Tường với là ban hội chẩn cùng với là coi như là trong cái phòng khám đã là hôm rồi cái có kế hoạch mà làm cái phòng lưu trú đây, thì trong không đầy mà 2 tháng thôi. Yeah. 2 tháng thì là rõ ràng là nó đã học lên cái mấy phòng bệnh này, thì cái đó cực kỳ là hay. Rõ ràng là cái chuyện này là ra đây một cái vùng là thấy tôi đoan vắng. Yeah. Đó tôi ra tôi không ngờ được dọ cái này để ở trong vết giả lắm cái chuối. Yeah. Toàn bộ cái cỏ rác tôi cũng ở trong này, thì rõ ràng những là cái cô bác mà nuôi bệnh cũng nhiệt tình cô phụ. Yeah. Trong này phần trong này. Yeah. Thì cái đó là được, tôi cũng quan nghênh cái phần này. Cái hai nữa thì cũng có cái dịp mà mấy bác sĩ ở lại Hoa Kỳ là ở Canada về. Yeah. Cũng hỗ trợ cho tôi tiền nãy là sạch đường của công bố hình đó. Yeah. Thì tôi thấy đó cũng là rất là quan nghênh những cái nhà tài trợ đó. Yeah. Thôi nói là vẫn là ban đầu thì tôi nói là sắp tới đây nơi cha Tường có kế hoạch làm 2 con lộ. Và lộ này đáng lý thì bây giờ là vì nông thôn mới đó, thì nó coi như là về nhà nước phải làm. Mà chính là nhà nước bây giờ vì kinh phí còn hơi yếu, tức là làm những cái đường chính thôi. Chứ mấy cái đường lẻ tẻ này thì coi như tương lai cũng làm. Yeah. Mà cái này là coi như là cái phần này phần nhà nước. Mà cha Tường đã có ý định là hồi nãy có phát biểu đó, thì tức là rải riêng đầu năm 2019 thì bắt đầu tôi làm 2 lộ này thì khoảng 2 cây số, tức là lộ từ là đó là đó cây số, đây là cây số, trong đó có một cây cầu. Yeah. Thì cái đó là tôi như là góc độ là chính quyền địa phương rất quan nghênh cho Tường có. Yeah. Ý tưởng đó. Yeah. Mà trong này rõ ràng là có cái hướng cho Tường nói rất rành, cái hướng này tiền ở đâu có. Có 2 hướng cho nên làm thì là cái đó, tức là mình nói là lề xuông, tức là 2 tỷ này ở đâu có. Thì nãy cho Tường nói là cũng nhà tài trợ của là hồi nãy là Tường nói bác sĩ Adam. Ờ, cái đó nói tiếng Tây tiếng Pháp. Dạ. Ờ, Adam gì đó. Thì tôi cũng thay mặt chính quyền ở đây hoan nghênh là coi như là cái nhà tài trợ đó. Dạ, cho tràng phô tay nhà tài trợ cho anh đã hoan nghênh mà là phục vụ về cái quê nhà của là cái áp dụng lớn, mà mặc dầu là không phải quê của là nhà tài trợ ở đâu, người về đây thấy nội nhân là cái rất hay và hổm coi như là phát biểu là không ngờ được coi cho tôi chỉ là coi như về là khảo sát, tức là ở bên Mỹ ta không tin. Yeah. Tức là có những tay y là có những bó tay, không có nước nào cường bất nhất là Mỹ Nhật là thường bây giờ mấy ông lớn bây giờ đều qua
ở Singapore hơn. Dạ đúng. Singapore trị bệnh. Dạ. Mà cũng không trị được, tức là bỏ thai, tức là cho về nhà đợi chết thôi. Tức vậy đó, mà rõ ràng tại sao giờ cha Tường trị được, ta không tin, mà ta về qua hổng thì ở đây có các bệnh nhân này có nghe, có những cái số của cô bác thì mới tới chắc không nghe, còn số nghe nghe rõ. Dạ. Tức là về đây khảo sát cái tình hình coi như thế nào. Ông này tài quá trời vậy, tức là ông này chắc ở ở Tiên Thánh gì mà rõ ràng không phải Tiên Thánh, có bài bản đâu, qua bằng hội chỉnh qua, tức là coi như là mà phải tuân thủ, không phải tuân thủ bài bản đó trị mới hết. Yeah. Chứ không phải là về đáng lén rồi ăn bây giờ rồi ta nói ta đang cháo rồi về rồi quất khô lúc đó không. Yeah. Thuốc, tức là bài bản rõ ràng, gọi là đầu hổm là ông pháp hiểu rất hay, tức là bây giờ thì mấy tin tâm nghe hắn bằng mắt thấy đó. Yeah. Là rất rất nguyên quan nghiêm là cha Tường với ban hội chẩn đã nhiệt tình cái gì là trị bệnh hết bệnh, mà trong đó đó là cái phòng khám đơn sơ mà ổng không phải cái phòng khám đó là cho nó về mà lại là lưu trú được là coi như là mấy giường bệnh nữa, cái điều đó quan nghiêm cha Tường rất hay. Yeah. Mà chỗ đó là chỗ gì, chỗ là tôn nghiêm, tức là cha Tường rất là coi như mục đích cha Tường thì bây giờ tụng kinh rồi đây đó, dạ, thờ phượng của Chúa mà. Dạ. Mình ở đó ban đầu nãy cha Tường than bây giờ, nếu bây giờ cha Tường bây giờ mà đang tụng kinh, đang là coi như là đọc kinh đó thì mấy cô bác đây là có đạo, xong giờ đứng ra cũng đọc kinh đó, rõ ràng nhà nước hiểu lầm, nó dạ. Tụ tập nữa, cái tự tụ tập nữa thì dạ. Nó nguy hiểm lắm, thầy nào mà có ý tưởng ra đây. Dạ. Ra đây được là mấy phòng này đầu tiên, rồi bữa nay thì cũng như là tức là bữa nay là khánh thành đi, mình tụ cái thành. Dạ, đúng cái tôi khánh thành, khánh thành thành lưu trú, phòng lưu trú. Dạ. Thì cái điều đó mà bệnh nhân được tập trung ở đây, và tàu thấy cái này cũng là vất vả, tức là đường đất mà nếu yeah. Một trận mưa nữa thì nổi giờ chứ chắc nổi giờ chứ tôi bỏ xe tôi không biết đi đâu. Mà tương lai thì có yeah. Con lộ đó, lộ mới đó. Yeah. Thì bây giờ là không biết nói gì hơn, thì bây giờ cái kỳ nào là ra viện ra phòng khám tôi cũng nói rất nhiều vấn đề đó, thì bây giờ là rất nhất là coi như là chúc ba bệnh nhân này khỏe để về nhà đoàn tụ gia đình, chứ rồi trước ra đi thì không hẹn là ngày về, bây giờ là ra cửa trước mà về cửa trước không, không có về cửa sau. Về cửa sau là cũng có vài bệnh nhân nữa khổ đâu chứ. Hoàng phải không? Hoàng. Dạ. Về cửa sau về để chết á. Dạ, đó về để chết mà. Dạ. Rõ ràng ba bệnh nhân này là kiên trì, tức dạ. Là coi như tuân thủ theo là coi như là những pháp đồ để ngày nay hết bệnh, thì riêng đó là cấp độ là bản thân tôi là chúc mừng ba bệnh nhân này. Mà cái cuối cùng là của tôi đó là dặn dò bao nhân này ráng cố gắng về y nó hết bệnh rồi về là coi như là về chắc khỏe quá, về yeah. Nạp vô là coi như là động vật ngay chắc tiêu chắc tiêu đó, thì ráng cố gắng tới bây giờ phòng bệnh hơn chữa bệnh. Yeah. Sức khỏe là vàng, phòng bệnh hơn chữa bệnh, chứ là ta nói câu là bắt cò bắt lo làm chuồng phải chết luôn, không phải vậy. Yeah. À, chứ lại đây thì ráng cố gắng, còn những bệnh nhân sau cùng về trễ đó thì cũng ráng cố gắng là một thời gian, chắc thời gian ngắn thôi, cháu mà lần lượt thì tôi thấy nghĩ là từng nào thấy cũng ra rồi đây rồi từng ra rồi vô cũng đây đây. Dạ. Cho mở cửa chắc còn không biết cái khách hết là coi như 7,000 hết vô này không đủ rồi. Thôi bây giờ để dừng lại một cái kiến anh Tám nữa. Dạ. À, sau cùng thôi gọi chúc là bệnh nhân này về khỏe. Dạ. Tám phục hồi sức khỏe, giờ là toàn bộ là coi như bệnh nhân về sau ráng cố gắng đặng là tuân thủ theo cái pháp đồ của đạo hội chẩn, rồi cuối cùng cũng chúc hội chẩn nghe rắn là coi như về cái năm mới này hả, mai mốt về đây rồi. Yeah. Cũng rồi cố gắng thường xuyên nữa là hổng tôi nói lương y như từ mẫu đó, gắng thì cái này rõ ràng lương y như từ mẫu đó ra. Yeah. Hồi nãy là gì cũng nói nè, từng lá cây mà thấy thấy giờ từng lá cây lựa từng lá cây chứ không phải vô mà cắt đâu, thì cái đó điều đó thì tôi nhận dò gì đó. Mà rõ ràng tin tưởng hội chẩn, hội chẩn là nhiệt tình, mà trong đó là có thầy Tiến không cũng gần ra đường về đây phục vụ. Yeah. À. Yeah. Mà đặc biệt tôi thấy được coi như là cực nhất là cái cô Tiến đây. Yeah. nói cái cửa không thấy mệt rồi. Thôi giữ cửa thôi rồi. Yeah. Thôi cuối cùng cũng là chúc là bệnh nhân được khỏe, và chúc toàn bộ đây là coi như là đến sau về sau. Dạ. Khỏe, cố gắng được rồi đấy. Dạ, bệnh nhân thôi, về, cảm ơn chúng anh. Dạ. Dạ. Thôi, hiểu tay cho một tràng hô tay. Bây giờ mình còn một ý kiến cũng rất là quan trọng để quyết định cho cái cuộc ra viện hôm nay.
chút nữa thì con xin ý kiến của chính quyền địa phương đó, thì mình tuổi lớn thế nào mình cũng lùi anh Tám. Còn tuổi trẻ thì họ sẽ tiến, còn mình lùi. Thì chút nữa chúng con có trao ba cái bằng cấp để ra diện, thì chúng con nhờ thầy Thanh, thầy Tiến và thầy Tâm trao. Nhưng chúng con nhờ ba người lên chứng giám. Ví dụ như thầy Tiến trao thì chú Năm đứng đây để chứng giám cho con cháu nó làm. Anh Tám đứng đây chứng giám, rồi anh Chính đứng đây chứng giám. Thay vì ba người lớn trao thì chứng giám cho con cháu mình nó trao, để sau này mình có chết rồi nó biết được nó làm. Anh Tám công nhận không? Cuối cùng em mời anh Tám lên dạy dỗ em chút đỉnh. Cho một tràng pháo tay nha. Tám xin chào tất cả, lại chào yêu thứ nhất. Kính thưa Linh Mục, kính thưa chính quyền các cấp, kính thưa ban viện trợ, kính thưa tất cả bà con bệnh nhân dự cái buổi là để ba bệnh nhân ra bệnh nay. Thật sự mà nói nay là cũng như là cái mới lần đầu tiên chúng ta ở trong phòng điểm trong những nay được cái điểm là cái lần đầu tiên mới, thì thấy là cái y tín như nói tạm bợ, cũng đó là một phần là coi như là trước là cái công là ra công, còn chính quyền kết hợp là để làm được mấy cái phòng này thô sơ nhưng mà đó một đầy ý nghĩa, rất là cái thâm tình, nghĩa tình, yêu thương. Đây cũng để giúp lo cho các bệnh nhân chúng ta là bị bệnh nằm đây, thì nó cũng tuy nhiên nó chật hẹp nhưng nó cũng là chu đáo, thế nó cũng được cái là đảm bảo cái vệ sinh và môi trường, thì đó điều rất là quý. Kính thưa tất cả bà con, bữa nay cũng như là được dự cái lễ là ba có là hai chú và một dì để là ra bệnh, thì rất là một điều rất là vui mừng sung sướng. Tuy nhiên đó là một cái sự rất là cái nhiệt tình là của ban viện trẫn điều trị. Bên cạnh đó các bệnh nhân chúng ta thực hiện đúng với cái sự hướng dẫn của viện trẫn, thì ngày nay là ba bệnh nhân này mới được là ra hẳn. Nếu chúng ta mà không tuân thủ thì thế thì cũng khó lắm. Thì bên cạnh đó bệnh thì tất cả ai cũng bệnh trơn, thì là muốn là đau chân thì hạ miệng, thì chúng ta tuy nhiên chúng ta cũng đi là bệnh viện trên rồi, cũng là coi như là báo là hết cái phương pháp, thì chúng ta đi đây là một cái đường là sau cùng. Và thật sự mà nói cũng đó là một cái diễm phúc, hay là một cái gì ở trên là ban phước cho mình, trời Phật Chúa ban phước cho mình, là mình cái số mình chưa đi đến, nhưng mình đi đến đây cái điểm này thì là được cái là uống thuốc là nó sẽ lành bệnh. Đó một điều là đó cái căn chúng ta là coi như là được cái diễm phúc là đi đến cái nơi tận cùng để gặp thuốc. Đây trong thuốc này thì cái điểm này là nhất là của Linh Mục Tường và các viện trẫn đã điều trị, thì rất là đáng rất mừng. Thì riêng Tám còn lại là tất cả bệnh nhân mà chúng ta đang trị đó, thì một điều Tám cũng là không phải động viên nhưng cũng là nhắc nhở thôi, bà con ráng quyết tâm, bị bệnh chúng ta là sức khỏe là trên hết, thì bệnh chúng ta phải căn cứ theo các cái viện trẫn mà dạy bảo, là chúng ta ráng thực hiện cho tốt để chúng ta sau này chúng ta sẽ cũng lành bệnh như là ba là bệnh nhân đang chuẩn bị ra về đó. Thì mỗi việc gì chúng ta cứ tin tưởng thì sẽ là bệnh chúng ta hết, để tặng chúng ta là có sức khỏe rồi cùng vừa sống chung với là gia đình ông bà là con cháu được cho nó vui vẻ. Thì sau cùng riêng cái phòng thì riêng Tám thì cũng rất là trân trọng cảm ơn là các cái mạnh thường quân, là trong đó có bác sĩ là để tài trợ cái điểm là mới cái phòng khám tạm thời đây, là lúc nãy Linh Mục Tường có báo cáo, thì rất là Tám rất cũng là trân trọng cảm ơn các mạnh thường quân để hỗ trợ giúp cho cái phòng khám tạm thời này. Thì Tám cũng ước mong sao các mạnh thường quân cũng là tiếp tục hỗ trợ cái tấm lòng từ thiện nhân ái giúp cho các bệnh nhân, trong đó là tất cả bệnh nhân chúng ta, không riêng một ai hết, không thiên dân tộc nữa trơn, để hỗ trợ thêm cái phòng khám này cho nó thể hoàn hảo hơn luôn, và luôn cả con đường mà Linh Mục đã nêu. Thì đoạn đường này lúc này thì rất là coi như là mưa lầy lội khó đi, nên cũng là xin cũng ráng hỗ trợ giúp cho cái đoạn đường này đó hoàn hảo. Thì bên cạnh đó đoạn đường này nó cũng nằm trong cái tiêu chí là coi như là xã Nhân Hóa của dân kia chúng ta, bên đó ấp Nhân Hóa luôn. Thì rất khi mà Linh Mục báo thì Riêng Tám cũng rất là vui mừng, thì Tám cũng mong là các nguồn cũng liên tục tài trợ. Thì chắc Tám phát biểu ở đây sau cùng, trước là kính chúc là Linh Mục, chúc chính quyền các cấp, chúc tất cả bệnh nhân của chúng ta và viện trẫn được dồi dào sức khỏe, để lo chúc ba bệnh nhân khi về đó cũng chúng ta cũng thực hiện cái tình yêu thương, để là dạy con cháu chúng ta sống phải có tình yêu thương,
cả nhân loại thì đó một điều là rất là quý báu. Sau cùng chúc sức khỏe. Xin chúng ta cho một tràng cảm ơn mình lắm. Chắc có lẽ lời cảm ơn của các bệnh nhân đến chính quyền địa phương thì cha Tường cảm ơn là đẹp nhất, các anh Tám ha. Vậy kính thưa chú Năm, con thay mặt tất cả các bệnh nhân và các lương y, trước hết là chúng con cảm ơn chú Năm là chính quyền địa phương, anh Tám là chủ tịch chữ thập đỏ xã Vinh Kim, anh Chính là chi hội trưởng hội chữ thập đỏ vùng lớn. Chúng con cảm ơn ba vị đã tạo điều kiện cho các bệnh nhân được sống lại. Nếu như ba vị này mà không tạo điều kiện thì các bệnh nhân này đã chết, chứ không phải chúng con đâu. Không phải ban diện chẩn mà cứu được. Nói cho sát nghĩa là như vậy. Là nhờ ba vị đây đã mở đường, đã phục hồi những người này, chứ không phải là chúng con. Chúng con chỉ là cái người mà nấu thuốc, rồi hái thuốc, tưới thuốc cho họ uống thôi. Còn kết quả hết bệnh là do bác sĩ khoa học chẩn đoán. Còn cái người mở đường là chú Năm, là anh Tám, là anh Chính, thay mặt chính phủ Việt Nam đã mở đường cho những người này sống lại. Và những người tiếp sức đó là các mạnh thường quân ở Việt Nam và quốc tế đã tiếp sức đến đây. Vì thế thay mặt cho các bệnh nhân, cho các ân nhân quốc tế, cho cảm ơn trước tiên là chính quyền của Việt Nam đã tạo điều kiện cho các bệnh nhân được sống lại. Đặc biệt gần nhất đó là chú Năm, anh Tám và anh Chính đã vận dụng hết những gì mình có thể để cho các bệnh nhân được sống lại. Rồi cảm ơn các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã ủng hộ cái nơi này. Cuối cùng, anh chị em thấy cha cảm ơn như vậy được không? Có ai nói thêm không? Có ai nói tiếp sức với cha không? Hả? Có ai nói thêm tiếp sức với cha không? Mình nói đại đi, mình người tứ phương mà mình đâu có gì đâu. Mình cảm ơn là cảm ơn thôi, nha. Thôi được rồi, chắc không nói là cũng là biết cảm ơn rồi ha anh Tám ha. Rồi cuối cùng cái lời cảm ơn chân thành nhất là cảm ơn vì ba vị này đã cứu sống những người này. Nói gần nhất là như vậy ha. Vì nếu không có ba vị này anh chị em không sống lại được đâu, nha. Dù cha và ban diện chẳng có tài giỏi đến đâu cũng không cứu được đâu. Nếu không có ba người này đứng ra bảo vệ để cứu lại. Vậy thì ba vị này, các bệnh nhân này hãy nhớ ba vị này là những người đã cứu mình, chứ không phải cha và ban diện trận nha. Và mạnh thường quân quốc tế trong và ngoài nước đã ủng hộ để cứu mình nha. Cuối cùng thì con chút nữa thì một lương y đứng đây, bệnh nhân đứng đây và một đại diện chính quyền địa phương đứng đây để dạy cho lương y trao bằng. Lần sau thì bắt đầu các lương y phải làm nha. Hôm nay thì chính quyền địa phương dạy cho mình một lần nha. Thì anh Chính, chú Năm, anh Tám đứng đây dạy cho mình nói gì ha. Lần sau thì tự mình sẽ đến nơi đây nha. Để như thế chứ không phải cha và chính quyền sống hoài đâu nha. Cha với chính quyền không có sống hoài, tất cả những người này sẽ đi hết rồi. Bây giờ cha xin mời ban diện chẩn chính quyền địa phương đến ký giấy quyết định nha. Chúng con cảm ơn chú Năm đã ký quyết định xong. Mọi người thấy vui không?
Hả? Dạ vui chứ. Mình sẽ tới ngày này nha. À, cha nhìn thấy trong nhóm này thì lần bước ra diện hết. Lần bước là hàng tuần ra diện hết. Mình sẽ người ta đi trước. Đi được là mình phải đi được nha. Ta đi được là mình phải đi. Cuối cùng xin mời anh ta. Chúng ta cố gắng, chúng ta hãy giữ đúng phác đồ để cho cái bệnh của chúng ta nó mau mắn thành công nha. Mình đi tới đây để mình trị bệnh thì mình trong ngày về mà. Mình đi trong nước mắt và phải về trong hân hoan nha. Nhất định mình phải về trong hân hoan. Nhất định là mình phải đi về trong hân hoan chứ mình không phải đi về trong nước mắt nữa nha. Và cuối cùng xin mời bệnh nhân chú Tản lên đây. Thanh lên đây. Nhưng mà chú Tám luôn, chú Tám trao cho anh Tản. Tám có thể dạy thầy Thanh. Bên này Tám thay thầy Mặt là coi như để trao cho bệnh nhân thì trước nhất hiện chẳng. Chúng ta rất là tự hào coi như chúng ta là khoảng điều trị thì được bệnh nhân thì tất cả luôn bệnh nhân tới chúng ta phải quyết tâm cái tâm cao để mình chuẩn đoán viện chẩn cho nó cụ thể để là cũng mong sự là nhiệt tình của là viện chẩn để giúp cho bệnh nhân nó thoát hết. Thì cũng chúc mừng là viện chẩn nay là tận tình để trị cho bệnh nhân này đã ra viện, cũng rất là chúc mừng. Chúc mừng là chú được ra viện, cũng chúc mừng sức khỏe. Dạ, xin mời thầy Tiến. Xin mời thầy Tiến, mời con mời chú Năm. Mời chú Năm lên trao cho bác Thạch. Bác Thạch lớn tuổi chứ. Bác Thạch là ổng nghe liền. Mừng cái chỗ đó nó lạ vô cùng lạ. Dạ. Thôi trước hết là chúc mừng anh là khỏe ha. Hồi nãy trong đó là cha Tường có nói và tôi cũng nói về ráng cố gắng giữ phát đồ đó chứ đừng về và thấy có những cái là mình hết bệnh rồi đó, thì tống nạp vô cái động vật cái chắc không tới đây nữa đâu, tống luôn là cái chết tại quê hương ra, đừng nên vậy, ráng cố gắng. Rồi phần của Đường Y Tiến thôi, có mấy vấn đề bữa nay là mình tức là bây giờ gì, tức là mình là lấy đi tức là thầy thuốc và luôn luôn lúc nào là vui một cái là thấy bệnh nhân hết bệnh mà được cái quyết định là ra về, điều đó là phấn khởi. Thì đương nhiên là trị bệnh phải có cái hết rồi, cũng phải có cái vất vả, có những cái bệnh quá là tồi tệ quá đến đây thì phải là có những cái phải chịu. Mà bữa nay là vui vẻ, ba bệnh nhân này hồi nãy đều có phát biểu hết rõ là tới tên mạng thế giới ta còn nghe mà rõ ràng cái tự là cái tự nguyện rồi, coi như là người ta phát biểu trong đó phát đồ đó là trị rõ ràng thì vậy là cho bắt tay cái sau này là thầy Tiến về cái phòng khám này ráng cố gắng là hơn nữa thì sau này cũng như là thầy cha tự nói chắc là có lẽ tôi anh Tám đi thường đâu giao tỏ là thằng này rồi chết rồi ha. Thôi vậy là ráng cố gắng chút anh cái đó khỏe không. Con có vài lời nói với chú Năm. Con nói với chú Năm lời nào. Dạ. Con sẽ nghe theo lời bác Năm dạy con. Dạ. Lương y như từ mẫu. Cảm ơn. Gắn gọn. Chúng con cảm ơn chú Năm nhiều lắm. Xin mời Tâm. Y sĩ Tâm mời anh Chính lên. Nhắn nhủ với y sĩ Tâm và bệnh nhân. Mời cô Truyền. Ở trên đây bác sĩ Tâm rồi cũng tiếp tục sau này làm cố gắng hơn, hạ quyết tâm hơn, còn số bệnh nhân còn lại cháu cũng cố gắng làm cho hết lòng để cho bệnh nhân còn lại sau càng mau ra về. Còn con kính chúc gì hôm nay con rất vui mừng được ra viện vì cho kính lời thăm gia đình mình khỏe, cũng cầu xin Chúa
cho về mà bệnh mãi mãi luôn. Về cũng làm bác ái từ thiện, nói trong con cái trong gia đình, mà má hết bệnh rồi con ơi, mình phải làm thuốc. Dạ chú một cái gì? Chúng ta cho một tràng pháo tay nha. À, xin cảm ơn y sĩ Tâm, cảm ơn anh Chính. À, cuối cùng thì cha nhắc ba bệnh nhân chuẩn bị ra viện. Hôm nay mình về nhà, mình hãy nhớ rằng là cơ thể mình đã ăn cháo gần 2 tháng rồi, cho nên cơ thể mình ruột gan mình nó mỏng lắm và nó sạch dữ lắm. Về mình có ăn cái gì nữa cũng phải ăn từ từ, rồi khi cơ thể mình nó quen dần mình mới được ăn nhiều lên nha. Mình đừng rắp ăn, vì cơ thể mình đã được súc rửa hết rồi, sạch sẽ hết rồi mới hết bệnh. Thì mình súc rửa mấy tháng trời rồi cho nên nó không còn chất độc trong ngày nữa. Vậy cha nhắn nhủ là về mình có muốn ăn cái gì mình phải từ từ ăn, để rồi cho nó mạnh dần, từ từ mình ăn lên sao không muộn nha. Còn mình về mình cứ bình thường, mình không phải ngon ngóng gì nữa hết nha. Vì trước khi ra viện thì cha đã xác minh, bác sĩ đã cấp phép, cha đã xác minh đâu đó đàng hoàng rồi. Cuối cùng cha nhắn nhủ anh em ra bệnh hãy cố gắng đi về bình yên và không phải trả một đồng tiền nào ở đây cả nha. Bây giờ cha ban phước lành cho ra về nha. Nhân danh cha và con là thánh thần, Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phước lành cho anh chị em. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúng con ra đi bình an và từ nay đừng ăn động vật nữa vì nó không phải là thức ăn của mình. Và con về vui mừng không phải trả một đồng nào ở đây cả nha. Xin anh Tám và anh Năm nói câu cuối cùng. Thấy cái phòng khám thấy đơn sơ và đó là có cái ý nghĩa như anh Tám này phát biểu. Mà đây thấy cũng mát mẻ không? Cái thứ nhất, cái thứ hai rồi rõ ràng nãy như ý tôi nói chỗ ở trọng đó thì chỗ đó là trang nghiêm, chỗ đó là chỗ thờ Chúa đồ này nọ là cha tường đây, tức là tu tại là tại gia, tức là ta độc quyền ta tu với bản thân. Mà mấy ông nãy câu nãy tôi nói lâu lâu thấy cha đứng lại bắt đầu là đọc kinh là ké lại rồi đây coi như ông này lâm nạn nữa. Tụ tập à. Thôi rồi, và ráng cố gắng, mặc dù cái đường này nó vất vả, mà đã có bệnh rồi, thì hơi gian nan chút, mà cái đó mình thấy cái chuyện đó, vì sau này là có cái con lộ mới. Vậy là cô bác sau này hoặc là giấy là tiếp tục là đến đây, nhận bệnh ở đây luôn, khám bệnh ở đây luôn. Vậy yêu cầu cô bác dễ ăn, phải chấp hành vụ này, thôi hết rồi. Chúng ta cảm ơn Chúa, cảm ơn nhau. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, nghĩa đã có trước vô cùng. Chúng con kệ vì danh Chúa nhân từ cho các đặng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa. Vậy là bắt đầu từ hôm nay chúng ta nhận bệnh ở đây và khám bệnh ở đây và lưu trú những bệnh nhân nào yếu ở đây, còn mạnh khỏe chúng ta ra nhà trọ nha. Nếu đường đi hơi khó như chú Năm nã nói nã, ráng cố gắng đi rồi từ từ. Chính quyền địa phương nhà cha sẽ làm một con đường sạch sẽ cho mình đi nhé. Xin chào tạm biệt anh chị em. Cảm ơn chú Mạnh Tấn.